Hello các bạn, trời đông lạnh lẽo quá, cảm cúm bệnh mỗi người không biết làm gì luôn. Bữa nay mình phụ nấu ăn, mình ăn một cái món đặc sản là bào ngư xanh đó các bạn nha. Bào ngư nó có hai loại, một cái loại bào ngư đen và bào ngư xanh. Bào ngư xanh thì nó mắc tiền hơn. Còn về cái những cái loại bào ngư như thế này là bào ngư người ta nên nuôi, nó nhỏ thôi. Phân biệt của bào ngư thì nó khác với những con hầu, là hầu cái chóp trên này nó nhọn, còn con bào ngư thì nó là hình bầu dục và có một cái viền tròn ở chỗ đây. Hả? Trên mình nó có 9-10 cái lỗ dọc viền đây nè. Đó. Thì đó là gọi là bào ngư. Đây là bào ngư xanh nha các bạn. Nếu mà ở đây mà đi ra bờ biển xa rồi bắt thì cũng có thể có bào ngư xanh, nhưng mà gần ở Mê Bành ở đây thì không thấy bào ngư xanh nữa, bào ngư đen thôi. Đây là bào ngư người ta mua, người ta bán, người ta nuôi. Bào ngư xanh thì cái thịt của nó nhiều hơn, nó dày hơn, cũng là một con bào ngư khủng bên lớn này, nhưng mà cái cầu thịt của con bào ngư xanh nó có thể nó dày, nó như vậy. Bào ngư đen thì nó mỏng hơn. Mình nôm na là các bạn hiểu vì sao, cho nên vì sao nó mắc tiền. Bỏ bơ vào trước nè, rồi mình để cho nó bơ nó nóng lên ha, rồi mình sẽ bỏ bào ngư vô. Bơ càng nhiều thì bào ngư nó ăn nó càng ấy ngon hơn nữa. Mình thì thích ăn bào ngư chiên bơ như thế này. Đó, đây là một cục bơ. Rồi bây giờ là bơ nó gần sôi thì mình sẽ chuẩn bị bỏ bào ngư vô, nóng lên rồi đó. Rồi giờ mình sẽ bỏ bào ngư vô các bạn ha. Đây. Bỏ bào ngư vô.
nó hơi trơn. Rồi mình đổ luôn hết luôn đi. Để. Rồi mình ấp cái mặt này xuống cho nó mau chín. Bào ngư làm nhiều món, chiên, nấu cháo, nướng, ăn sống cũng được luôn. Có người ra ăn sống bằng cái cục này nè, ăn sống được luôn. Wow, nó vàng vàng với lại bơ. Lát nữa mình ăn con bào ngư nó ngọt mà nó có vị mặn mặn của bơ, rất là ngon không các bạn. Mình đỡ bơ nhiều cho con bào ngư của mình nó không có bị khô á, hơi nhiều. Mình nói cho mình bỏ bơ hơi bị nhiều. Ok, cho nó sôi lên. Thực sự là như là giống hải sản á, thì giống như là cua, mực, tôm rồi đó thì nó cũng mau chín, chứ không phải là lâu. Chút xíu là nó chín liền à. Để lâu thì nó sẽ săn con bào ngư lại, nó cứng à. Cũng không tốt lắm. Xíu nữa là mình sẽ trở. Đây là đặc sản nè các bạn. Muốn ăn rất là đặc sản luôn. Đối với người Việt Nam mình, cái người Tây thì họ ít ăn lắm. Trung Quốc thì họ ăn ha. Nhưng mà người Tây thì họ cũng không có thường xuyên ăn con mấy con này đâu. Đó, hồi nãy là mình cắt ra, bây giờ cho nó nổi sớ lên nè. Nó cũng dễ thấm vô bên trong. Hy vọng là mấy thằng bôi của mình nó ăn. Mấy thằng bôi của mình nó lười ăn quá. Nhiều khi nó không biết ăn mấy món này nữa, phải tập nó ăn lần lần. Bơ nhiều quá. Wow, nhìn hấp dẫn luôn. Đây 14 con chứ thực sự là nó bằng khoảng 5 con bào ngư lớn thôi. Bào ngư lớn mà size 10 á, bằng khoảng 10. Bằng 10cm đó các bạn. Đây nhiều, đây bào ngư nó nhỏ, 14 con. Cái chảo ở kia là khoảng 5 con, 1, 2, 3, 4, 5 là đã đầy rồi. Một con bào ngư kia chắc không phải cỡ bằng cỡ 3 hoặc 4 con bào ngư này. Mà nếu mà bào ngư xanh á, mà giống thuộc loại bào ngư xanh như thế này, mà ở shop họ bán lên tới mấy chục đồng một con rồi đó. 40 mấy, 50 đồng, thậm chí 60 đồng một con. Cũng mắc lắm, nó mắc gần gấp đôi con bào ngư đen. Ở đây là bào ngư họ nuôi cho nên nó nhỏ nhỏ vậy là xúc rồi. Qua wow, bây giờ nó dẫn lên, dẫn túi lên. Mình nghĩ nó cũng chín rồi đó. Để cho bơ nó thấm vô thôi.
rồi, bây giờ là mình sẽ đưa ra ngoài, mình cùng ăn món bào ngư chiên bơ các bạn ơi. Nhâm nhâm nhâm. Đây, kéo lại cái bàn lại đi. Đây cái nĩa. Bào ngư thì Austin sẽ ăn con bào ngư nè, đó. Bây giờ con cầm cái nĩa đây. Nè. Nè, cầm. Nè, con cầm cái nĩa đi. Thổi đi, thổi đi. Ok, bỏ xuống lấy cái bít chấm vô. Andrew với mommy ngồi bên kia ăn nè. Bây giờ con ăn ngồi này. Andrew, ăn. Ừ, đúng rồi. Ăn đi, mọi người thổi đi. Nó mạnh vô. Thổi. Thổi phù phù. Bơ. Chi. Chi. Lên, cắn thử nhâm nhâm không? Mềm, nhâm nhâm. Mềm mềm. Mềm mềm. Ăn đi, ngâm xíu qua vậy. Ở trình... Ăn đi. Đưa lên. Ừ. Úi, đổ. Ở trên. Ôi, con phá, con nghịch. Ăn đi, ầm nè. Nhâm, wow. Ngon không? Ngon không? Nhâm nhâm, mày lên ăn tiếp. Ngồi đây. Ăn đi. Thôi, ở Việt Nam là không có ăn nè con. Dành lộn ăn nè. Ngồi lên, trèo lên ghế ngồi đàng hoàng đấy. Đi. Dạ đi, nhầm nhầm. Để đi ăn nè. Nè, nhìn để đi ăn nè. Nè, để đi ăn nè. Mời cả nhà ăn món bào ngư chiên bơ. Ôm. Nó rất là mềm luôn. Mềm lắm. Quá đã luôn. Có tình ăn miếng bỏ đi vậy. Ừ. Ra nốt đi con. Ngon tuyệt vời luôn. Mấy mày ăn đi. Sắc một chút lấy hành bỏ vô cho nó ngon. Ngon rồi. Không nhưng mà ăn gì cũng ngon à. Có hành gì đó. Bên mùi thêm một xíu gì nè. Ngon ha. Mềm. Cầm một khen mềm mềm. Em ra chi? Em ra đã quay hả? Anh ăn đi. Nhai sao bỏ một bên mé vậy, giống như khỉ vậy con. Ừ. Ăn đi. Bà mưa mà. Nhai tém mà nuốt đi chứ. Andrew ăn hết một con bào ngư rồi đó. Đó, con vào cái miệng Andrew ăn. Ăn đi đó nó nguội của. Nguội trong bơ đó, nó nguội không ngon, nó đóng mỡ. Ngon mà bơ vàng vàng, nó mặn mặn. Tẩm cho nó. Tí treo treo là nhỏ xíu nè, thấy không? Nhỏ là do là không có chịu ăn nè. Không muốn hôm nào nói hôm nào lại bào ngư nấu cháo rồi nhiều món lắm, nhưng mà đặc biệt là mình thích chiên bơ, hay là hôm nào mình ăn bào ngư nướng thôi ha. Bữa nào trời ấm ấm á, đi ra ngoài ngồi nhà sau nhà mình nướng mình ăn. Ở ngoài trời gió hù hù hù. Ăn Andrew. No. Ngon. Quá đã không? Mềm. Ăn đi. Andrew ăn một con rồi giờ không ăn nữa. Ăn đi, ăn hết. Andrew. Thêm bắp điện tử rồi. Điện mà chiên vừa tới không đợi lâu. Có thể là do con nhỏ. Đúng rồi. Hầm với bắp là chui nước hấp nước thôi. Ăn này cảm giác ngon không mà. Mềm mà. Nó cuộn ở trong miệng á. Ngon. Ăn muốn nuốt mà tiếp. Thải nó ít đó. Thải nó nhiều gấp 3, gấp 5 mà. Ăn cái này chắc không biết no luôn á.